cô cũng 3 giờ nghỉ. Rồi hai cái quản, hai cái quản là bệnh cấp tính mạng tính mạng. Rồi mạng nhưng sẽ có những cái đợt cấp gọi là cơ hen đó, là những cái đợt cấp đó. Và mục tiêu trong bài này của mình sẽ làm rõ cái này ra nè. Đầu tiên là mình sẽ làm sao để nó xác định hen. Rồi xác định hen xong rồi, bây giờ ví dụ bệnh nhân hen mà khi vô bệnh viện á, vì cái cơn khó thở thì xem có phải là cơn hen không. Tại vì một bệnh nhân hen nó có thể nhập viện vì cái bệnh khác, đúng không? Tức là người ta có nhiều bệnh trong đó có hen, sao người ta nhập viện chưa chắc là bị cơn hen, có thể là do tăng huyết áp chẳng hạn, bây giờ là tai nạn giao thông chẳng hạn, hỏi ra tiền sử có hen, đi xem bệnh nhân có cơn khó thở không. Nếu còn có cơn khó thở đó, thì xem có đúng cơn hen không. Nếu có cơn hen rồi đó thì coi coi cái cơn này là mức độ gì, mức độ cơn hen là sao biết mức độ đó. Rồi cái cơn hen này có biết chứng cấp không, biết chứng cấp không, và cái gì nó thúc đẩy bệnh nhân vô cơn hen. Nếu giả sử bệnh nhân nhập viện không phải vì cơn, hoặc là bệnh nhân vô bị cơn hen xong bệnh nhân đi về, thì mình phải đánh giá là gì, cái bệnh hen của bệnh nhân á ở mức độ kiểm soát nào. Cái mức độ của bệnh mạng đó mức độ nào. Rồi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ bệnh nhân. Rồi sau đó là xem bệnh nhân có bệnh gì khác đi kèm không, gọi là bệnh trồng mắt đó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái bệnh đó nó có thể ảnh hưởng đến em, mình phải chẩn đoán ra luôn và phải lưu ý. Bởi vì sau này mình điều trị á, có thể là em và cái bệnh trồng mắt đó nó sẽ ảnh hưởng qua lại với nhau, cả về mặt diễn tiến của bệnh lẫn về mặt điều trị. Cho nên mình phải lưu ý và chẩn đoán cho ra hết tất cả các bệnh của bệnh nhân. Rồi và định nghĩa nè, hen là bệnh di truyền, có yếu tố di truyền, là bệnh mạng đúng không, đặc trưng bởi tình trạng viêm mạng của phế quản. Và triệu chứng đặc trưng trên lâm sàng là gì, là khó thở. Rồi bệnh nhân thang cho mình là bệnh nhân cảm thấy khò khè, khò khè nặng ngực và ho, bốn triệu chứng thường gặp đó. Và cái đặc trưng nữa là gì, triệu chứng của em nó sẽ thay đổi theo thời gian, có thể sáng chiều khác nhau, có thể là tuần này tuần sau khác nhau, tháng này tháng tới khác nhau, không có giống và không phải tăng dần. Có thể tuần này nó nặng vậy, tuần sau bệnh nhân bình thường, nó khác cái bệnh gì, bệnh gì cũng khó thở đó rồi đó. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có vậy không, có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính triệu chứng chính là gì, là gì cũng là ho đàm khó thở đúng không. Nhưng mà khó thở có giống gì không, khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sao, nó có thay đổi không, thay đổi thì chiều hướng gì, tăng dần, tức là ngày càng nặng lên, nó chỉ ngày càng nặng lên thôi, hoặc là chữa giỏi lắm thì nó chỉ dừng lại không có nuôi được ha. Còn hen là gì, hen là có thể thay đổi triệu chứng, có thể hôm nay nặng ngày mai nhẹ, sáng là nhập cấp cứu, chiều đem bộ thang bình thường đó. Nên là triệu chứng thay đổi theo thời gian, và cái chính là do tắc nghẽn thở ra thì thở ra của đường dẫn khí là của phế quản đó, tần suất 2018 sinh số trên thế giới là nhiêu, 7,5 tỷ, có ai quan tâm hay không, và trong đó có 300 triệu người mắc bệnh. Rồi đây là một số tỷ lệ ở Đông Nam Á nè nha, nó sẽ dao động từ 5% cho đến 15%, 15%, dĩ nhiên tỷ lệ ngày càng tăng lên,
và người trưởng thành là khoảng 12%, à, người trưởng thành. Và người ta thấy là cái người mà lớn tuổi á, bây giờ có khuynh hướng tăng lên, à, tỷ lệ mắc tăng lên. Ở trẻ con thì khoảng 15%, riêng ở Việt Nam á, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh ngang cao nhất châu Á. Không biết do cái gì à. Di truyền á, nếu mà trong gia đình có người bị hen rồi thì 30% những người trong gia đình này có khả năng bị hen. Cái cơn hen xảy ra đó là do gì đây? Là do cái nền nó bị gì? Viêm mạng. À, tức là cái phế quản của bệnh nhân hen á, nó có cái tổn thương viêm mạng, nó có phản ứng viêm mạng. Và khi bệnh nhân có một yếu tố thúc đẩy tác động vô, hay có gọi là yếu tố khởi phát hay là yếu tố dị nguyên, mình dùng nhiều từ ngữ có ý nghĩa giống nhau đó, thì cái gì, cái niêm mạc, cái phế quản này nè, khi tiếp xúc với cái yếu tố này nè thì nó sẽ co tắc và dẫn đến gì, hẹp sẽ gây khó thở, à, là nó cũng hẹp xảy ra đó. Chưa? Đó, tình trạng viêm mạng nè thể hiện bằng gì? Ở trên niêm mạc phế quản của những người bị hen á, nó luôn luôn có một cái phản ứng âm ỉ, à, các tế bào tiết nhầy đó, những cái tố tham gia đó, tế bào tiết nhầy nè, cơ trơn nè và mạch máu luôn luôn nằm trong cái tình trạng là bị, luôn luôn có thể bị kích hoạt. Chưa? Đó, và khi nếu như mình cho cái người bệnh đó hoặc người bệnh đó tiếp xúc với những yếu tố mà gọi là dị nguyên đó, trực tiếp lên niêm mạc hoặc gián tiếp, ha, gián tiếp có thể vào trong máu, chưa, trực tiếp có thể hít phải, thì sao, nó bắt đầu nó sẽ khởi phát, à, nó hoạt hóa tế bào viêm ở trên cái thành niêm mạc mà điển hình là các tế bào mát, ha, rồi các tế bào mesenchymal, ha, cái này là điển hình của dị ứng đó, rồi các tế bào này nó sẽ tác động lên gì đây, lên các tế bào tiết nhầy, nó sẽ làm tăng tiết nhầy vào trong nọc phế quản, nó làm cho các mạch máu giãn ra, và khi mạch máu giãn ra thì tăng tính thông thành mạch, đúng không, tính thông thành mạch thì sao, dịch ra trong trong mạch máu nó sẽ thoát ra, nó gây phù nề, à, cái thành niêm mạc, rồi dịch viêm á, dịch ra trong các tế bào tiết nhầy nó đổ ra, chưa, này chưa phải là dịch viêm. Rồi các cơ da cơ trơn của thành phế quản nó sẽ bị gì, kích thích, nó sẽ bị co lại, à, nó làm một lúc vậy đó, dĩ nhiên lúc đó là dẫn đến cái gì, mẹ giải thích rõ hơn thôi, à, tế bào là dĩ nhiên lúc đó nó sẽ dẫn đến cái lòng phế quản, cái cơ này nó co lại, nó dày lên và lòng phế quản nó sẽ hẹp lại, rồi các chất dịch ở trong tế bào tiết nhầy nó đổ vào lòng phế quản, nó sẽ làm lấp đầy lòng phế quản nữa, ha, rồi cái thành này nó phù nề lên nữa, ba cái đó nó làm cho cái lòng phế quản nó sẽ hẹp lại trong cơn hen đó, hai cái chính đó, ha, là những cái nút nhầy chứa tế bào viêm và lớp cơ trơn nhầy dày lên cho con thắt đó. Thì nói cách khác về mặt tế bào á thì nó sẽ qua ba giai đoạn, ha, đầu tiên là các tế bào viêm và các tế bào cấu trúc nó được quạt quá, sau đó tác động lên các hóa chất trung gian, rồi các hóa chất trung gian này nó sẽ gây hậu quả cuối cùng là co thắt phế quản, rồi xuất tiết tăng tiết nhầy vào lòng phế quản và cái cơ ở phế quản nó bị co lại dày lên, thay đổi dịch trút. Bên cạnh đó, tụi em mà mai mốt đọc cái sách thêm á, tụi em sẽ thấy có những cơ chế nãy mình nói là hen có tính di truyền đúng không, nhưng mà vì một số ít người ta thấy là có tác động yếu tố môi trường, tác động yếu tố môi trường, tức là những cái người á mà thường xuyên sống trong cái môi trường ô nhiễm thì cái tỷ lệ mắc hen sẽ cao hơn những cái người mà sống trong môi trường không ô nhiễm. Là người ta có thể lý giải là gì, cái môi trường ô nhiễm thế nào nó làm cho cái niêm mạc phế quản nó bị viêm mạng, tức là mình hít phải thường xuyên những cái khí độc hại vậy đó, thì làm cho cái niêm mạc phế quản nó thường xuyên bị mạc hóa, à, những cái tế bào trong niêm mạc phế quản á, cho nên nó luôn luôn trong tình trạng là bị mẫn cảm,
và bắt đầu bệnh nhân lại mỗi lần tiếp xúc một yếu tố khác nữa, một yếu tố mạnh hơn nữa thì nó bắt đầu xảy ra những triệu chứng của hen. Nó gọi là yếu tố ngoại lai, yếu tố ngoại sinh đó. Hay là lúc trước á, những cái sách cổ em đọc em có thấy có thầy cô biết là hen nội sinh và hen ngoại sinh đó. Tức là hen nội sinh là ý là nói là gì? Là tự cái bản thân người đó, tức là do yếu tố di truyền. Ảnh hưởng di truyền. Còn ngoại sinh tức là do môi trường. Rồi, muốn chẩn đoán tình hen á thì mình phải cần phải hỏi gì đây? Đầu tiên là phải hỏi cơ địa của bệnh nhân có dị ứng không? Rồi tiền sử gia đình có ai đã từng được chẩn bị chẩn đoán hen không? Hay là hoặc không được chẩn đoán thì có triệu chứng giống như hen không? Và bệnh nhân có cơn hen không? Mà cái cơn hen này không phải chỉ một cơn mà là gì? Là cái cơn khó thở đó nó phải xảy ra sau khi tiếp xúc yếu tố nào đó, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và cuối cùng là nhờ đến cận lâm sàng và mình sẽ đo chức năng hô hấp. Có bốn cái này rồi mình mới chẩn đoán tình hen được. Các yếu tố khởi phát cơn hen thẳng hay nhà đầu gọi là cho nó đỡ ngủ. Các yếu tố là gì đây? Hồi nãy mình nói rồi đó, nhiễm siêu vi có thể gây viêm phế quản cấp cho siêu vi đúng không? Thì có thể khởi phát cơn hen. Rồi nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phế quản hoặc viêm phổi. Cái này là chiếm 50% đó. Thai kỳ cũng là một cái yếu tố khởi phát cơn hen. Rồi trào ngược dạ dày thực quản, tuy nhiên không có thời gian để tính thực bệnh. Nếu mà có điều kiện đi lâm sàng hoặc gì đó thì tôi sẽ tiến hành rõ hơn. Rồi môi trường ô nhiễm này dễ hiểu rồi ha. Phấn hoa những người mà bị hen thì không thể đi Đà Lạt được đúng không? Rồi tiết lạnh quá vận động gắng sức hen mà rồi leo tới đỉnh núi là thân tiêu rồi nha, đúng lên thở xong lại cái cơn hen không có sạch nữa, không biết là sao xuống núi vậy, quá buồn. Chắc trong này thì đủ gì buồn quá, quá vui gì vậy? Tiền đúng không? Chắc là mới trúng số, trúng việc lót chẳng hạn. Mấy chục tỷ vui quá lên ngân hàng ngắt tịch. Rồi không bị là tiền cô lau xúc vật đó, mấy đứa trẻ ở nước ngoài nó ăn ôm mấy con thú cưng lắm đó nha, nó bị ngang thì nên tránh nè. Rồi những con mạng trong nhà đó hay trong chuồng gia cầm đó, con to lên thành ghê không? Có thuốc lá, thuốc lá nó là yếu tố khởi phát mà nó còn là yếu tố nếu bệnh nhân tiếp xúc trên khoảng trên 20 gói năm á thì có khả năng sẽ làm cho bệnh hen này nó trở thành hen tắc nghẽn cố định, nó không có phục hồi được luôn á. Và nó có thể là gì? Nó sẽ dẫn đến viêm phế quản. Viêm phế quản phối hợp với hen nó thành một thể bệnh là gì? Là một cái hội chứng chồng lấp giữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái đó rất là nặng. Rồi ngoài ra con thuốc này là thuốc nhồi bông đúng không? Thuốc nhồi bông bụi ở nhà, thuốc giảm đau, kháng sinh kháng viêm, nhất là giảm đau non steroid dễ bị dữ đúng không? Em có nghe nói không? Quảng cáo trên TV á, Alastan là gì? Giảm đau mới cần có paracetamol và ibuprofen. Trời ơi, nó quảng cáo học hợp đó. Nó có cái câu nhỏ nhỏ là cẩn thận không được sử dụng như thế kia. Câu nó nói rất là nhanh. Quảng cáo quá trời, nhưng cuối cùng nó câu nhỏ xíu để nghe được. Là cẩn thận những thứ chắc là phần thuốc. Rồi kháng sinh, nhất là nhớ beta, lacta. Nhớ nó dễ dưỡng nhất đó. Nước hoa hóa chất có mùi ha, những chất tẩy rửa trong nhà có mùi thơm đó. Thì nghe đang ngồi có cô nào xịt nước hoa cũng được, nằm quá đi nghe cũng lên cơn nữa. Hải sản và các loại thức
Đầu tiên bệnh nhân sẽ có triệu chứng gọi là triệu chứng báo trước hay là tiền triệu đó, báo trước. Rồi sau đó cơn hen sẽ ra. Hen sẽ ra xong rồi, tùy theo mức độ cơn. Cơn nhẹ nhẹ thì có thể tự phục hồi ở nhà. Cơn trung bình trở lên thì phải vô viện. Và dĩ nhiên, sau khi xử trí thì có một cái giai đoạn gọi là phục hồi sau cơn hoàn toàn. Hầu như là bệnh nhân sau đó không có chứng gì hết. Cái lúc cơn hen xảy ra là cái lúc tương ứng cái gì đây? Cái lúc cái phản ứng xảy ra đó, phản ứng lại gì? Tế bào nhầy thì sao? Tăng tiến, mạch máu thì giảm. Thì co là nào vậy? Cơ thì co, chưa? Đó, lúc đó lòng phế quản nó sẽ sao? Hẹp. Và nếu như yếu tố khởi phát nó là viêm phế quản hoặc là viêm phổi nữa thì càng nặng nữa. Là bởi vì nếu là viêm phế quản, viêm phổi thì trong lòng phế quản nó sẽ chứa gì? Vi trùng nữa. Ngoài cái dịch do cái bạch huyết nhầy tiết ra, nó còn dịch viêm, còn bạch cầu, sắc vi trùng nữa, nó sẽ thành có mủ nè. Và cái dịch này nó rất là khó gạt ra, rất là đặc. Và như vậy thì bệnh nhân càng tắc nghẽn hơn nữa. Và thời gian ra cơn nó sẽ rất là lâu. Không? Nếu như dị ứng nó chỉ là con tắc phế quản á, thì chỉ cần mình dùng thuốc giãn phế quản trong vài phút thôi là cái phế quản có thể giãn ra và bệnh nhân khỏe lại bình thường. Cho nên em thấy là có những bệnh nhân vô cấp cứu á, ủa sao mới vô sao khó thở dữ vậy, tiếng ngắt gì, chích một mũi thuốc vô xong cho cũng vô cái bệnh nhân tỉnh bơ lát mất tiêu rồi, hỏi ra có gì, bởi vì không ăn tiền, hiểu không, chạy mất tiêu không tiền thấy luôn à, rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà đang nhiễm trùng thì thế nào tốt được, là phải lên khoa nằm. Bởi vì một liệu trình điều trị nhiễm trùng phải điều trị cái gì? Kháng sinh. Kháng sinh trong bao nhiêu ngày? Thường một đợt điều trị vi khuẩn là phải mấy ngày? Mấy 5-7 ngày đâu đi 10 ngày. Bây giờ những triệu chứng báo trước là triệu chứng gì? Là những triệu chứng dị ứng. Dị ứng gì? Dị ứng cái cơ quan nào tiếp xúc với cái dị nguyên á. Ví dụ như là bệnh nhân mà tiếp xúc với lại phấn hoa, lông thú thì có thể nhiễm ngoài da đó, nổi mề đay, hoặc là viêm nhiễm mũi, bệnh nhân sẽ hẻ mũi, nghẹt mũi, rồi gì nữa, ngứa mắt, ngứa họng, những cái chỗ nào nó tiếp xúc á. Đó là những triệu chứng báo trước đó. Rồi bắt đầu bệnh nhân sẽ từ từ bắt đầu cảm thấy khó thở. Nếu như giai đoạn này nè, người nào có kinh nghiệm á, bệnh nhân có kinh nghiệm á, là người ta sẽ dùng gì? Kháng thuốc ngay liền luôn, lập tức này luôn, dùng các loại thuốc chống dị ứng hoặc là thuốc giảm phế quản trước thì cơn có thể không xảy ra. Bệnh nhân hen hay lắm, người ta có kinh nghiệm hết à, người ta cảm thấy là người ta đã lôi cái chai thuốc giảm phế quản người ta xịt rồi. Đó. Rồi khi cơn hen xảy ra là bệnh nhân bắt đầu là khó thở đó. Và khó thở này khó thở gì? Khó thở thì thở ra hết vào. Tại sao? Tại sao khó thở ra? Nó phải là vào. Chứ nó hẹp thì hết vào, thở ra thì khó mà. Thở ra là thì thụ động, đúng không? Thì thụ động. Cho nên khi hít vào á, nếu như bệnh nhân hẹp vừa phải, hẹp ít á, thì khi hít vào có cơ chế thụ động, cái phế quản nó sẽ giãn ra. Nhưng mà khi thở ra nó không có gấp, có cơ chế để góp phần. Cho nên thở ra là thụ động. Khí từ trong các cái nang, tức là từ các nơi nhỏ nó đi ra lên lớn, thì nó sẽ đi ra theo áp lực thôi. Và khi đi ra như vậy thì qua cái chỗ hẹp nó sẽ tạo thành tiếng, hoặc là lúc đó bệnh nhân sẽ cảm thấy khó thở. Cho nên tại sao hen, đặc trưng của hen là khó thở thì nó ra là do cơ chế chủ động hít vào, thụ động thì nó ra đó. Nhưng mà nếu như mà nó hẹp kích hoàn toàn thì có thụ động chủ động thì nó cũng phải khó thở đến khi mà nó hẹp kích, làm sao mình biết các bạn hẹp kích? Biết không? Khám làm sao có thể biết không?
khi mình nghe thì sao? Nếu nó không thích, nó còn một cái khe hở thì nghe còn cái tiếng thích. Ha, mẹ vừa vừa nghe ngáy, mẹ cứ quá nghe tiếng thích luôn. Xong rồi mình đặt cũng nghe vô, mình không nghe gì hết, mình tỏ lại gì. Thế là đẹp kích độ. Không còn đường nào không khí đi ra đi vô nữa hết. Thì lúc đó bệnh nhân sắp cái gì? Bệnh nhân sẽ mất nặng rồi, phải đặt ống khí quản. Là tôi nghe ngắt tính đó. Đặt ống nghe vô ngực bệnh nhân mà không nghe cái gì hết. In ra hay gọi là người yên lặng đó. Nhớ không? Nhớ cái chuyện chưa của suy mắt không? Suy mắt cấp không? À, thì đó là hẹp thích hoàn toàn đó. Mình còn nghe tiếng đó, tức là bệnh nhân còn thở được. Còn mình không nghe gì hết. Không phải cố ý nha. Mà không thể nào cố ý lâu được. Em có thể tính thở được bao lâu? À, mấy phút? 5 phút không? À, có những người người ta tập luyện thì được. Em thấy trong mấy cái chương trình gì đó, tài năng gì đó, cái gì đâu mà tính thở, tôi thấy nó lâu quên là lâu. À, 5-6 phút thì đúng á. Chưa? Não thì nó quen rồi. À, còn mình làm sao tính thở được lâu? Ý mình nói là gì đó, những người giả bộ, là tính thở, giả bộ là không thở được á, không thể giả bộ lâu được. Chưa? Rồi. Nếu như hẹp kích á thì dĩ nhiên không thể nào chủ động mình mở ra nổi đó. À, lúc đó bệnh nhân cắt một nói nổi luôn. À, không nói nổi nhưng mình là không khó thở vào với thở ra. Bây giờ câu hỏi này, bài cũ này nhìn trên lâm sàng biết bệnh nhân khó thở ra không? Nếu hiện khó thở ra là sao? Nhớ chung ơi, đúng rồi, nữa. Nhớ chung chút, nữa. Thở ra là sao? Thở ra kéo dài hơn bình thường. Dĩ nhiên thở ra là dài hay dài là chặt rồi. Theo sinh lý bình thường thở ra phải dài hay dài đúng không? Lần gần 2 lần, 2.1 1 lần đúng không? Bây giờ nó dài hơn nhiều lần, ví dụ 4-5 lần thì chứng tỏ là bệnh nhân đang cố gắng thở ra đó. Và co kéo gì? Co kéo của hấp phụ thì thở ra. Và dĩ nhiên mình đặt ống nghe vô mình sẽ nghe tiếng ra ngáy lên rít, ngáy rít rồi thì thở ra mà. À, và có thể là đi ra phía nam nó giảm đó thì thở ra thì chứng tỏ bệnh nhân đang bị khó thở thì thở ra, nó không cần hỏi nữa. Trong cơn á, nếu mà cơn nhẹ đó thì chỉ có khó thở khò khè lên ngáy lên rít, còn nếu nặng á thì có thể suy hấp cấp, đúng không? Chị chứng suy hấp cấp một rồi đó, tím tái, rối loạn tri giác, thấy không? Năm ngoái thì nó đậu hết à? Và thì đi lại không? Rồi, thậm chí là gì bệnh nhân có thể ngưng tim ngưng thở, gọi là cơn ác tính đó. Nhưng mà sau đó, sau khi mình hồi sức ha, thì cái cơn nó tùy theo cái gì, tùy theo chỉ nguyên, tùy theo mức độ mà cái cơn đó có thể nó ra nhanh hay là chậm. Có thể sau vài ngày bệnh nhân mới ra cơn hoàn toàn được đó nha. Nhưng mà đã ra cơn rồi thì bệnh nhân phục hồi tốt, đi làm lại bình thường. Ví dụ cái người ta làm công nhân, người ta bên bao xi măng chẳng hạn, thì người ta qua cơn đó ta vẫn đi làm bình thường. Mấy ông siêu đi có làm nổi gì không? Mấy ông bệnh thôi. Tích đó. Nào, đúng không? Rồi bệnh nhân nếu mà cơn nhẹ ra cơn bệnh nhân có thể ngủ lại được. Ha, à, bệnh nhân có thể làm việc được bình thường. Đó là điểm của em đó. Trong cơn hen, chuyện gì xảy ra? Khi trong cơn hen á, cái quản nó hẹp như thế này nè. Dĩ nhiên lúc đó là gì? Bên trong CO2 nó không đi ra được. Thì nó sẽ dẫn đến gì? Tăng gì? Tăng CO2 trong máu. Và dĩ nhiên cái không đi ra được thì sao đi vô được? Đúng không? Nó ứ lại trong cái nang. Thì cái lưu thông bên ngoài nó cũng không vô được. Và không vô được như vậy thì oxy không vào được thì dẫn đến giảm gì? Giảm oxy. Ha, là suy hấp đó. Rồi. Này tới yếu tố gia đình nè ha. Cái gen này là phải nghiên cứu
nhưng mà thông thường trên lâm sàng mình không làm được cái này. Mình chỉ hỏi được là gì, trong gia đình á, gia đình là sao, là phải có quan hệ huyết thống chứ không phải mình nói trong nhà nha. Cái cô nó vô hỏi bộ nhà có ai nhịn hay không, nó có hỏi ai nhịn chồng tôi được không? À, nhưng không phải, như tình cờ thôi, tình cờ hai người hay gặp nhau thôi. Gia đình mới là gì? Cha mẹ nè. Lên nữa là gì? Là nghe nghe cha mẹ nè, bên ba nè. Bên ba mới là chú, bác nè. À, rồi cô nè. Bên mẹ là gì nè, cậu nè. Nha, rồi ông bà nội, ông bà ngoại nè. Rồi ông bà cố gì đó. Không. Nhưng mà đường hen nó di truyền liền à. Rồi hoặc là trong gia đình cũng có người ghi nhận tình trạng dị ứng, có tình trạng dị ứng ngoài da hay là chàm đó. Rồi cận lâm sàng, cận lâm sàng thì mình hàng đầu là chúng nó đang là chức năng hô hấp, chức năng hô hấp để đánh giá tình trạng tắc nghẽn và có hồi phục với thuốc giãn phế quản không. Rồi sau đó đi x quang trong hang á thì có giá trị trong cơ thôi. Trong cơ hen mình xem có biến chứng không, biến chứng tràn khí mặt phổi không, có viêm phổi kèm theo không, hoặc là có những cái bệnh khác trong viêm mô phổi không. Rồi mình làm khí máu động mạch, nếu như là cơ nặng mình thấy bệnh nhân có tiến tái, có rối loạn chi giác, đo độ bão hòa oxy ở mô mạch, tức là SpO2 đó chưa. Dạ thì mình sẽ làm khí máu động mạch. Và nếu như cơn heo nặng thì BaO2 tức là gì, phân áp oxy ở động mạch sẽ giảm và CO2 sẽ tăng nha. Xét nghiệm máu chủ yếu là mình xem coi bệnh nhân có tăng eosinophil không, cái thể bị dị ứng đó, định lượng eosinophil trong máu. Rồi gì nữa, nếu bệnh nhân có sốt, có đàm mũ á, là yếu tố khởi phát mà nghĩ là nhiễm trùng á, thì mình phải làm gì, mình coi eosinophil có tăng không, và xét nghiệm đạt, xét nghiệm đạt, soi cái làm kháng sinh đồ. Ngoài ra có thể định lượng heo sinh phim trong đạt. Nếu như mà hen mà có thể dị ứng á thì có tăng heo sinh phim. Rồi cái nữa là test da, cái này ít được thực hiện ở lâm sàng, người ta chỉ thực hiện được ở những cái nơi mà để nghiên cứu thôi, phục vụ cho công tác nghiên cứu thôi nha. Test da là một cái test các cái yếu tố dị nguyên hồi nãy, ví dụ như là có hoa, có bao nhiêu loại hoa, mấy bao nhiêu loại hoa mà mình biết được hoa gì. Ví dụ đi vô cánh đồng hoa mà nhắn nó trời vô chỗ đó thì bị hứa cái xong rồi khó thở lên, rồi đem cái hoa nào ra mình test đây, đúng không? Mà rất là tốn tiền và gì nữa còn nguy hiểm cho bệnh nhân. Đôi khi bệnh nhân test xong rồi bệnh nhân lên nghe ác tính, cho nên là phải làm trong một cái nơi có đầy đủ phương tiện cấp cứu. Người ta dành cho những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là cái vị trí đó chỉ có một người đó làm được, nhưng mà môi trường đó, bệnh nhân đó phải có khả năng dị ứng, mình cần phải xem bệnh nhân đó có dị ứng với cái môi trường đó không, thì mình mới làm. Chức năng hấp chủ yếu là mình đánh giá cái gì, cái gì thở ra đúng không, có tắc nghẽn không, có giảm thể tích để thì thở ra không. Đó, này là điều biểu diễn cái chức năng hấp của mình đó. Này là khí lưu thông đúng không? Và cái này là gì? Hít vào gắng sức. Này thở ra gắng sức. Cái còn lại là khí gì? Khí cặn. Chưa? Hen nó sẽ ảnh hưởng cái phần này. Cái phần thở ra. Đó, và người ta biểu diễn thành cái đường như thế này. Nha. Đường hen lưu lượng trên thể tích. Và cái này trên lâm sàng ta đang ứng dụng đó, khi tụi em cầm một cái tờ chức năng hấp lên, cái này sẽ có cô Hạnh dạy tụi em á, đúng không? Hạnh dạy rõ không? Cô thứ hai dạy rõ tụi em có học không? Đọc tim mạch như vậy. Rồi cái đường ở trên á là biểu diễn thì thở ra, ở dưới là hít vào. Đó, nó vậy. Hít vào,
Bây giờ nghe của mình là chủ yếu là ảnh hưởng đến đường này phía trên ở ra mà cái đường này nó càng lõm xuống này nó thẳng về là bình thường nè, lõm càng lõm là càng nó kẹt. Nhìn lên cái hình này thấy càng lõm càng nó kẹt. Đây là tắt còn cái chữ thông số thôi nhà coi nha. Cái đường này là tắt nghẽn nè, tắt nghẽn thì nó ra là gặp ở trong nghe và gì và mình hỏi các em không biết. Này còn lúc trước á đã biểu diễn cái đường này là thời gian ha, này là thời gian hoặc là thể tích thì nó sẽ hơi khó cái bài chút. Bây giờ không sử dụng cái này tại vì lâu lâu em sẽ thấy có những cái chiếc nào mắt á nó không có dạng thì lỡ ra nó nằm phía trên mà lỡ xuống như nãy mà nó lại cong lên. Dĩ nhiên khi nghe nó sẽ khác chế lại bình thường là cái đường này nó sẽ thấp hơn à, nhưng mà giờ không ai sử dụng này hết. Bây giờ chủ yếu là ta sử dụng cái đường này nha, sử dụng thể tích theo lưu lượng đó. Đó đây là ví dụ một cái chiếc nao thấp nè, nó sẽ có hai mặt, một mặt kia là nó sẽ có cái điều kiện như hồi nãy, một mặt này mặt chính á là mình đọc các thông số chưa. Bây giờ bài học của mình học cái gì, mình nói là nghe sẽ có tắc nghẽn ha, tắc nghẽn thì nó sẽ thể hiện là thể tích thở ra tối đa trong một giây đầu cái giả so với giá trị tiên đoán chưa. Giờ giá trị tiên đoán là gì, chi tiên đoán là gì, là cái giá trị tối ưu của người đó, máy nó sẽ tính ra được cho mình cái đó. Nếu mình nhập vô các con số đây, chiều cao, cân nặng, giới tính, tuổi, nhập bốn cái này vô rồi máy nó sẽ tính ra cho mình cái cột đầu tiên nè, cái này là Redis nè ha, tức là giá trị tiên đoán, tức là giá trị tốt nhất của người đó. Thí dụ như bây giờ đặt cái chỉ tiêu là điểm tối đa của em là phải là 10 điểm, 10 điểm là giá trị tối ưu đúng không, mấy điểm đậu, mấy điểm đậu à, 5 điểm đậu với bình thường. Còn mỗi mốt em học sau đại học mà học nội trú á 7 điểm mới đậu đúng không, thì 6 điểm rưỡi là rớt ha, tùy theo từng đối tượng đúng không. Cho nên giá trị tối ưu là cái cột này và bên cạnh đó là cái giá trị thấp mà chấp nhận được đó chưa. Low limited normal là tức là giá trị bình thường thấp, đây là 5 điểm, đây là 10 điểm, đây là khá điểm vậy đó, hiểu chưa. Dĩ nhiên tùy đối tượng, ví dụ đây là nội trú, ở đây là 27 điểm, đây là 10 điểm ha, tụi em thì 5 điểm rồi. Có hai giá trị này là những nằm trong cái khoảng giữa giữa này là còn chấp nhận được đó, nhưng mà gì F OV1 phải đi qua đó, tức là giá trị gì thể tích thở ra tối đa một giây đầu của bệnh nhân ha, đây là tối ưu nè, đây tính bằng lít 3.34 lít, giá trị mà thấp nhất chấp nhận là 2.74 lít chẳng hạn chưa. Rồi sau đó cho bệnh nhân thổi ha, đi lâm sàng em sẽ thấy là không biết này không có thể nào mà cho em lo kịp. Bệnh nhân sẽ cầm cái ống vô, cái ống nói với cái máy ha, bệnh nhân sẽ thổi theo hướng dẫn chưa, hít vào hết sức nó sẽ cắt cái đường phía dưới đó, đường hồi nãy cô chỉ cho em đó. Rồi đường này nè, đây hít vào hết sức, hết sức ở đây, rồi thở ra nhanh mạnh hết sức, nó sẽ xuống cái bụng này chưa. Rồi bắt đầu nó sẽ lên tường mà ít nhất phải thổi 3 lần, cho nên thổi rất là mệt. Thổi 3 lần xong nó sẽ hiện lên cái cột đôi này ha, cột này 100 cái bên, cái này là previous tức là trước khi dùng thuốc, trước đó ha, trước khi dùng thuốc, dùng thuốc gì à, dùng thuốc giãn phế quản nha, thì nó sẽ ra cái cột này, cái cột này phần trăm, cái cột này là giá trị của bệnh nhân của mình, còn cái phần trăm này là lấy cái này chia cho cái này, chia cho giá trị tiên đoán chưa. Bây giờ đây bệnh nhân này là 69% như thế này thì nó có bình thường không, người ta quy định là phải bao nhiêu.
nhiêu? Quy định bao nhiêu có cái bảng hạ cho em cái bộ đây chưa? Ví dụ là F bao nhiêu mol, F đi qua đó để tích ở ra cái số trong dây đầu hoặc bằng đó nha, lớn hơn hoặc bằng nó quá tốt rồi, lớn hơn hoặc bằng 80% mới là bình thường ha, mới gọi là bình thường. Thì mình coi coi nãy là nhiêu, 60% bình thường không? Không gì là gì? Gì là giả? Thấp hơn cái này thì coi là giả. Nó giả thì chứng tỏ nó có cái gì? Nó có tình trạng gì? Có tình trạng tắc nghẽn, đúng không? Tình trạng tắc nghẽn rồi ha. Gì đủ chưa? Biết nó tắc nghẽn rồi đúng chưa? Tắc nghẽn tức là thì nở ra coi như có vấn đề rồi, nó bị tắc rồi. Thì làm gì nữa? Mày hỏi thêm gì nữa? Tuy nhiên nó sẽ làm những cái bệnh gì? Nó sẽ không khó phân biệt những cái bệnh gì? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó cũng tắc nghẽn thì thở ra đúng không? Và người ta phải lợi dụng cái chỗ cái điểm khác nhau là gì? Là có phục hồi, hen là bệnh có phục hồi, có thay đổi, chưa? Cho nên người ta dựa vào cái sự phục hồi đó để ta phân biệt giữa hen với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Là người ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng thuốc giãn phế quản, tác dụng dài hay tác dụng ngắn? Tại sao ngắn? Không lẽ vô ngồi phòng khám hỏi một cái dạ cho bệnh nhân uống viên thuốc giãn phế quản đợi 2 tiếng hồ sau hỏi lại được không? Cũng được đó, nhưng mà sao chờ nổi đúng không? Em thấy phòng khám bệnh nhân rất là đau đúng không? Ai mà ngồi mà chờ 2-3 tiếng hồ để thuốc có tác dụng rồi mới hỏi tiếp, cho nên người ta phải dùng thuốc tác dụng ngắn, ngắn và nhanh, đúng không? Ngắn và nhanh thì được gì? Được gì ngắn và nhanh? Được gì hả? Vậy bệnh nhân mỗi lần phải chịu mỗi thuốc chích gì đó hả? À hết khí dung hoặc giãn hết giãn sinh, à được tại chỗ đó, chưa? Yeah. Dùng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, à, rồi 15 phút sau, cần 15 phút thôi, đo lại, đây, boss, và sau khi sử dụng thuốc giãn phế quản, đo lại là nhiêu? 3.39, đúng không? 3.39, tính ra tới 101% rồi, so với giá trị dự đoán. Yeah. Rồi người ta tính ra cái cột nè, cột gen này của mình nè, à, là sự thay đổi phần trăm, thay đổi phần trăm gì sau khi dùng thuốc so với trước đó ra được là 47%. Người ta quy ước là gì? Nếu lớn hơn hoặc bằng 12%, à, ở cái giá trị đó là người ta thấy là gọi là có phục hồi, lớn hơn hoặc bằng 12% là có phục hồi, và đồng thời cái phần trăm này lớn hơn bằng 12% và phải kết hợp với cái thể tích đó. Cái thể tích là cái này là tính bằng lít, cái này tính bằng phần trăm. Lít này so với lít này, cái này trừ đi cái này, phải lớn hơn hoặc bằng 200 ml. À, con số này phải nhớ đó, tại vì thi cử thi học hành hay hỏi gì thì cũng cho hỏi cái này á. FOV1 phải gì cải thiện sau khi dùng thuốc giảm phế quản là phải tăng lên được phần trăm là lớn hơn bằng 12%, về thể tích là lớn hơn bằng 200 ml, tức là lấy cái này trừ cái này ra bao nhiêu, để cứ coi 3.39 trừ đi 2.31 bao nhiêu mấy? 1.08 đúng không? Lít 1.08 lít thì là bao nhiêu ml? Là tới ngàn mấy đúng không? À, là lớp 200 rồi, mình chỉ biết được cần lớp 200 rồi. Vậy là gọi là gì? Thỏa cả hai, tức là phải có cái này trước rồi sau đó tới cái này thỏa luôn thì mới gọi là test giãn phế quản có đáp ứng hay là phục hồi.
không đạt về thể tích, chỉ có đạt về phần trăm mà không đạt về thể tích xem như không đáp ứng. Và cả hai cái đáp ứng gọi là có đáp ứng nha. Rồi, hiểu không? Yeah. Rồi đối với hen á thì phải xem cái chỉ số này nữa. Ha, hen CD mình phải đánh giá dựa vào chỉ số này nữa. FEV1 này chia cho FEC ha. Là gì đây? FEC là gì? Dung tích sau chị. Đây. Dung tích sau gắn sức. Chưa? Dung tích sau gắn sức. Đó. Gọi là chỉ số Chancellor. Chỉ số này trong hen nó sẽ khác CD. Trong hen chỉ số này, đây mình sẽ tính sau test nha. Chỉ số này thì lớn hơn 0.7. 0.7 à, một này là tên sinh nha. ATF phải lớn hơn cái chỉ số thấp nhất mà chấp nhận được của bệnh nhân, tức là trên cái điểm đậu đó nha. Cái này của bệnh nhân là 0.72 nè, cái tối ưu nặng và thấp nhất đó. Còn cái của bệnh nhân là 0.77 thì cái này lớn hơn rồi, và nó lớn hơn 0.7 luôn, thỏa cả hai ha, hai tiêu chuẩn. Mà chỉ cần mai mốt tụi em đi lâm sàng thì chỉ cần nhớ xin nhớ số 0.7 thôi. Chưa? Tại vì sao? Tại vì có những cái người á, người ta thấp, người ta nhỏ thì cái số này nó sẽ thấp, hiểu không? Có khi cái số này nó chỉ là 0.65 chẳng hạn. Nếu mà 0.65 mà ở đây thì chúng ta là 0.68, 0.68 thì nó nhỏ 0.7 đúng không? Nó không thỏa thi na nhưng mà nó lại thỏa của ATS, nó lại lớn hơn cái LA của bệnh nhân, tức là nó đủ điểm đậu á nhưng mà không đạt được điểm đậu thôi, hiểu chưa? Nó vô lưng lượng. À, vậy tụi em mốt thi cao học, thi chuyên khoa thì cũng 5 điểm đậu nha. À, nhưng mà nếu nào chú là phải 7 điểm đúng không? Thì tụi em được 6 điểm rưỡi gì. Vậy thì nếu xét về cao học chuyên khoa là đậu rồi, còn nếu nào chú là rớt, chưa? Đó, thì nhóc chạy đó. Ha, cái chỉ số Gansler này trong hen nó lớn 0.7. Nếu nhỏ hơn 0.7 thì phải xem xét lại, coi chừng bệnh nhân này không phải là hen mà là cái dạng gì, có phải là cái hội chứng trầm lắng giữa hen với COPD nhau, hay là bắt đầu chuyển sang cái dạng hen tắc nghẽn cố định. Tức là muốn là hen thì phải thỏa hai điều kiện. FOV1 phải gì? Một thứ nhất là hoặc là bình thường hoặc là giảm, mà nếu giảm thì phải đáp ứng thuốc giảm phế quản. Đáp ứng là sao? Đáp ứng là sau khi dùng thuốc giảm phế quản thì nó phải tăng lên lớn hơn hoặc bằng 12% về phần trăm, và phải lớn hơn hoặc bằng 200 ml ha. Đó. Và cái thứ hai, điểm thứ hai là chỉ số Gansler phải lớn 0.7. Dạ. Yeah. Mốt hành dạy cái này nè. Không hiện bài nữa. Mình sẽ phân tích từng cái ha. Cái này cô nói lại, gặp lại cái cô nói thôi. Rồi cái chức năng mắt này, tại vì tụi em mới tiếp cận nên tụi em sẽ rất là mơ hồ, khó tiếp thu được. Cho nên từ từ đi tụi em đi lâm sàng, tụi em sẽ đọc từng chức năng mắt đi, tụi em sẽ thấy, sẽ hiểu. Chỉ nhớ một điều là đối với hen á là sự thay đổi, sự thay đổi chưa? Thay đổi sao đây? Cái lưu lượng định trung bình hàng ngày thay đổi. Cái lưu lượng định là cái gì không? Là cái đỉnh mức cao nhất có thể nở ra đó. Yeah. Thay vì nó ra tối ra trong một giây đầu, à, là tính trong một giây đầu, nhưng mà cái đỉnh nó hơi nằm trong một giây đó. Cái đỉnh mà thở ra có thể tích lớn nhất để đánh giá gì, để đánh giá tắc nghẽn thở ra nó sẽ nhạy hơn. Yeah. Và đối với hen thì cái người hen này sẽ thay đổi lưu lượng đỉnh, và người ta có một cái dụng cụ để đo lưu lượng đỉnh ghế, đo mỗi cái lưu lượng đỉnh thôi cho bệnh nhân ra nhà để đo. Đo sáng, đo chiều, đo tối sẽ thấy nó khác nhau, nó thay đổi, nó đặc biệt đó nha.
Rồi, sau một tháng điều trị, ví dụ bệnh nhân vô nhập viện của mình mình thấy FEV1 giảm nha, điều trị sau một tháng đo lại thì nó sẽ khác, nó sẽ tăng lên, à, đáp ứng cho thuốc giảm thực quản. Điều trị cái gì? Điều trị kháng viêm là corticoid đó, hoặc là giảm thực quản, à, giảm thực quản ngay tức khắc, hồi nãy mình gọi là nghiệm pháp giảm thực quản rồi. Còn nếu bệnh nhân không dùng ngay tức khắc vì lý do gì đó không làm được test ngay lúc đó thì 4 tuần sau khi sử dụng corticoid vô sẽ tăng lên đó. Hoặc là gì, bệnh nhân đang bình thường mà mình không muốn chẩn đoán thì bây giờ người ta cai, người ta có triệu chứng khó thở, có tiền sử gia đình có người bị hen luôn, tức là lâm sàng là giống bệnh hen, nhưng bây giờ đau chức năng mắt bình thường thì làm sao đây? Thả cho người ta về đợi nào lên cơn chạy vô tiếp hay sao? À, người ta có thể dùng bếp gắn sức, nhưng cái này nguy hiểm lắm, nên lâm sàng phải làm thôi, giống như là đo điện thần đồ gắn sức vậy đó, để bọc lỗ cái tương hen ra, làm cho bệnh nhân mệt lên, bệnh nhân khởi phát tương hen lên, nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm, gắn sức ví dụ như đi thảm lăn hoặc là xe đạp chẳng hạn, à, hoặc cái dùng gọi là cái test thấp thức cái quản, à, dùng cái thuốc và để cho cái quản co thắt lại, rất là nguy hiểm, bởi vì nếu bệnh nhân vô tương hen nặng ác tính thì bệnh nhân có thể tử vong á. Cho nên hai cái này phải làm lâm sàng đó, nha, vi phạm y đức, à, lâm sàng phải làm này nghiên cứu thôi. Rồi, khi làm cái này thì dĩ nhiên là bệnh nhân cái phân hồn nó sẽ giảm xuống, khi phế quản bị co thắt lại nó sẽ giảm xuống, à, để chẩn đoán hoặc là có sự thay đổi chức năng hấp giữa các lần khác. Ví dụ tuần này mình khác mình thấy chức năng hấp bình thường, FEV1 bình thường, 4 tuần sau vô cái mùa đó mùa lạnh bệnh nhân dễ lên cơn chẳng hạn thì nó FEV1 nó lại giảm, mình cho thuốc xong 4 tuần sau vô thì nó lại bình thường, tức là nó thay đổi vậy đó nha. Đó, nhìn cái lực đồ này trong mặt chưa? Cái lực đồ này ý nói là gì? Chẩn đoán ngang không phải chỉ là một lần khám đầu tiên để chẩn đoán được, mà đôi khi mình phải lặp tới lặp lui nhiều lần. Ví dụ ha, ví dụ như bệnh nhân vô mình đang trong cơn khó thở, cơn khó thở nghe phổi đang nghe đánh đít đó, giờ hỏi liền căn, à, nhà của mẹ bị hen, giờ khám nghe đánh ngáy, rồi mẹ bị hen khó thở nghe đánh ngáy, chị nghĩ gì? Nghĩ hen không? Đang cơn khó thở mà, rồi hỏi tiền căn có nhiều cơ như vậy nữa, ờ, vậy là cái này nghe cao rồi, dễ quá rồi, nhưng mà sẽ điều trị hen luôn, đúng không? Nhưng mà có những bệnh nhân khó thở cũng than khó thở đó, cũng hỏi tiền căn cũng có gợi ý đó, ha, à, đó, nhưng mà là gì? Nhưng mà sau khi mình làm cận lâm sàng, à, tức là sau khi mình khám, mình lại lúc đó mình thấy bệnh nhân không có lên nghe tin, tức là chỉ than thôi, than là tôi khó thở vậy đó, nhà cũng có người bị hen vậy đó, chưa? Nhưng mà lúc đó mình nghe phổi á thì lại không có thấy lên nghe tin gì hết, thì lúc đó mình có điều trị gì liền không? Đâu có đang gì đâu, lúc đó mình sẽ cho người ta đi làm gì? Sẽ cho chức năng hấp chẳng hạn, chưa? Sẽ cho chức năng hấp để khẳng định nha. Đó, ví dụ như nhanh bên này trước đi, bây giờ ví dụ tiền căn khám bệnh thể gợi ý hen đây có gợi ý thì mình sẽ điều trị, còn nếu không thì đo chức năng hấp, đo chức năng hấp xem có phục hồi với test giảm thực quản không. Nếu như có phục hồi thì là gì? Là hen. Còn nếu như đo chức năng hấp mà không gợi ý gì hết, không thấy bất thường hoặc là gì bình thường luôn thì sao? Thì lúc đó mình phải hẹn bệnh nhân về nhà, xong rồi 4 tuần sau hoặc khi nào có triệu chứng vô đo lại mà vẫn không thấy nữa thì lúc đó phải làm chẩn đoán khác, ha, đi tìm điều trị nguyên nhân khác. Có những trường hợp tìm nguyên nhân khác tìm hoài không thấy nguyên nhân khác mà bệnh nhân vẫn kêu khó thở nữa thì làm sao nữa? Thì chạy vô đo lại nữa, nhiều khi đo tới lần thứ hai thứ ba cũng mới ra. Bởi vì đó là đặc điểm của hen. Hen đôi khi mình đo chức năng hấp thì bình thường, ở những cái thể nhẹ đó, những cái thể mà chưa có gọi là mức độ
năng bắt được như bình thường, thấy không? Cho đến khi mà mình cứ gặp tới gặp lui 2-3 lần như vậy mình mới chẩn đoán được. À, nếu vẫn không chẩn đoán được phải tìm nhân khác, và tìm nhân khác không thấy phải quay lại tìm tiếp theo. Nó cứ đi tới đi vui nhiều lần như vậy mới được, mới chẩn đoán ra. Cho nên không phải là dễ ha. Còn nếu bệnh nhân mà vô vì cơn khó thở, nghe lên ngáy lên rít đầy đủ các cái thì quá dễ rồi. Hoặc là dễ nữa là ra chức năng hấp thì nó ra điển hình, nó ra tắc nghẽn và đã có nhãn thực quản thì rõ ràng. Còn những trường hợp khác thì khó hơn, mình phải tìm các nguyên nhân. Đây nguyên nhân gì mà giống như hen đây, các nguyên nhân mà mình phải phân biệt là dị vật mình thở nè, tắc nghẽn trong cái quản thì có thể có tạo ra tiếng lên hét lên đít và bệnh nhân cũng khó thở đó. Rồi giãn cái quản, rối loạn chức năng di thân, sơ nang, bệnh gì, bệnh tim bẩm sinh, có luồng thông chẳng hạn, hoặc là suy tim gì đó. Cái này đối tượng trẻ đó, quý 40 đó thì gặp tim bẩm sinh. Rồi viêm mạng tính đường hấp trên. Còn đối với đối tượng lớn tuổi hơn thì có bệnh gì, cũng có những bệnh giống ở trên, dĩ nhiên mà bệnh bẩm sinh thì không thấy người lớn rồi. Sẽ có bệnh lý là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, thường gặp ở đối tượng trên 40. Ngoài ra các bệnh hiếm hơn như là thuyên tắc và phổi sẽ còn khó thở nè. Sử dụng các thuốc gây ho cũng thường gặp ở đối tượng lớn tuổi. Ví dụ người ta điều trị thuốc tăng huyết áp đó, tăng huyết áp cái nhóm thuốc kia di chuyển đó gây ho đó, bệnh nhân cứ đang ho hoài đó, cũng dễ làm cái hen đó. Cũng phải tăng tốc lên xíu nữa. Rồi cơ hen nhập viện thì cơn khó thở thì mình coi có mấy mức độ, bốn mức độ nhẹ, trung bình, nặng và ác tính. Thì cách để học cái bản này á, để học cái nặng trước. Cái nhẹ là bệnh nhân ở nhà, nhẹ ít khi nào vô bệnh viện lắm, nhẹ là bệnh nhân tỉnh mơ niêm mạc hồng, không có siêu hấp, khi làm khi máu động mạch ra thì bình thường, do phổi bất quá thì nghe là nghe nên đích thôi. Trung bình là bắt đầu vô bệnh viện nhưng mà chưa có siêu hấp, và nặng là cơn hen có siêu hấp cấp. Mà siêu hấp cấp là gì học rồi đúng không? Siêu hấp cấp là bệnh nhân khi gác thì sao, bất rớt, kích động ha, rồi tím tái, rồi gì nữa, khi máu động mạch thì sao, oxy bắt đầu giảm, PaO2 dưới 60 mét ngân, PaCO2 trên 45. Lúc đó mình đo SO2 nhiều, nhiều nó sẽ nhỏ hơn nhiều, SO2 nhỏ hơn nhiều 80, 60 á, 60 chắc tiêu rồi quá, nhỏ hơn 90%. Cái PaO2 60 thì nó sẽ là tương ứng với SO2 là 90, SO2 nó sẽ tương ứng với SO2, nhá. Tức là mình đo cái độ hòa hoa mạch, oxy ở hoa mạch đó, mình thấy nó dưới 90 là chứng tỏ là trong máu động mạch là nó cũng dưới 90 rồi đó. Thì tương ứng với lại PaO2 là dưới 60, là bệnh nhân suy hấp, thiếu oxy mô luôn rồi nha. Dưới 80 bắt đầu thiếu oxy máu, và dưới 60 là thiếu oxy mô rồi. Còn nặng hơn nữa thì như là bệnh nhân thì lơ mơ, hoặc là lồng ngực yên lặng, không di động nè, là cơn hen ác tính. Cái này quá nặng rồi, nhìn vô biết liền, nhìn bệnh nhân im re nằm không giúp ích gì được hết, tiếng ngắt. Mấy bạn nữ đưa cọng tóc vào trước mũi bệnh nhân có giúp ích không? Nếu thấy im re là không sợ đó, phải vậy không? Con nhớ xưa coi nhỏ coi phim á, thử coi bệnh nhân có ngưng thở không, mấy cọng lông gà hay lông chim gì đó để cái mỗi bệnh nhân còn nhắc vô đúng không? Biến chứng cấp trong cơn hen, bệnh nhân có thể có biến chứng suy hô hấp cấp, tràn khí. Tràn khí thì có tràn khí màng phổi và tràn khí trung hấp. Suy hô hấp cấp đập tới đập lui hoài nè, cơn hen nặng ác tính thì sẽ có suy hô hấp cấp. Nè, rối loạn chi giác nè, nhẹ nhẹ thì bắt đầu là rớt, rớt gì nữa, vật vã đúng không? Rồi nặng hơn nữa là lơ
gọi là năm chín gì? Gavia. Có cái tên? Gavia. À, năm chín Gavia. Cái gì ta? Gõ vô cái ba. Rồi, hai kia giảm. Đó, hồi nãy x quang sẽ thấy khoảng sáng vô mặt. Đó, chưa học x quang, chưa biết. Chưa? Rồi, đánh giá giai đoạn ổn định. Đánh giá kiểm soát 3 mức độ. 3 mức độ kiểm soát. Bệnh nhân này kiểm soát hoàn toàn không? Kiểm soát một phần hay là không kiểm soát được? Em sẽ phụ một cái ô nào đó đi để làm cái móc. Rồi sau đó em sẽ suy ra hai kia. À, cái tập bài là vậy. Giờ học cái ô kiểm soát hoàn toàn nè. Đó, sẽ có 4 yếu tố. Cơn khó thở ban ngày, cái mặt cơn hen đó. Rồi, cơn khó thở ban đêm. Học gì dễ nhớ ha. Rồi, hạn chế hoạt động vào ban ngày. Rồi, nhu cầu sử dụng thuốc giảm phế quản thì cũng ngăn. Có cái, cơn khó thở ngày, cơn khó thở đêm. Ảnh hưởng sinh hoạt, sử dụng thuốc giảm phế quản thì cũng ngăn. Chưa? Em học làm sao? Cái thuộc làm nào? Em hỏi bệnh nhân cái để biết là bệnh nhân kiểm soát gì á. Nha. Rồi, những con số cần cột này là số nhỏ hơn 1/2. Học nhớ con số thôi. Chưa? Rồi, đối với cơn khó thở ngày á, mà nhu cầu sử dụng giảm phế quản cực ngắn á thì phải nhỏ hơn 1-2 lần trong tuần. Mà có phải hỏi trong tuần không? Nếu đánh giá kiểm soát thì phải bao lâu? Chị có hỏi em là ví dụ muốn đánh giá học lực của một bạn nào đó có thể dựa vào một tuần lễ học không? Chứ làm sao? Đó ạ. Tuần đó lỡ bạn tuần sao? Ở nhà có chuyện gì rồi sao? Ai mà xếp học lần giữa dòng tuần? Có lâu? Có thể học kỳ hoặc năm. Thì có làm sao? Có cộng lại. Đúng không? Cộng lại chỉ trung bình ra. Đối với bệnh mãn tính thì thời gian để đánh giá là phải bao lâu? Ít nhất 4 tuần. 4 tuần. 4 tuần sau đó chia ra là 4. Nha, tính 1 tuần. Chứ không có hỏi ở tuần vừa rồi mà có mấy cơn khó thở. Có đến ngày nào tôi hút cơm chưa? Rồi đánh vô một cái. Chưa? Có đến đêm nào tôi cũng hút cơm á. Rồi hai cái. Vậy sử dụng thuốc sao? Lần nào khó thở là tôi lấy thuốc xịt. Rồi hết ba cái. Rồi xong đánh giá vô quả là không kiểm soát được. Tôi quá không? Vậy những cái tuần 50 đó là vì rồi người ta lên cơn thường xuyên hơn sao? Hỏi ra ba tuần trước có cơn nào hết. Đúng không? Cho nên bình thường á, những cái bệnh mạng á, muốn đánh giá bệnh mức độ bệnh á, thì ta bình thường mình lấy 4 tuần. Đó, 4 tuần em cộng lại xong rồi chia ra là mình chiếu cho các bạn này. Nha. Để em xếp vô mức độ. Đó, đó là cách tính. Vậy nè, coi. Rồi ngoài ra mình coi bệnh nhân của mình có yếu tố nguy cơ không? Đó là mục tiêu trong cái mục tiêu mình học đó. Đây, các yếu tố nguy cơ. Ví dụ như là gì? Ví dụ nhân có thai không? Nhân nữ đó, trẻ đó, em thường người trẻ cho nên có thai đó. Rồi có tai sinh không viêm phong đàm nhà máu không? Có béo phì không? Có viêm mũi xoan không? Có đang hút thuốc lá không? Cai hoài cũng được không? À, bệnh nhân có làm trong nhà máy thuốc lá không? Có hàng thuốc lá hoài, mặc dù không hút. Nha. Hoặc bệnh nhân làm ở nhà máy sản xuất xi măng chẳng hạn. Thì sao bệnh nhân bị gì? Tối ngày bệnh nhân sẽ bị gì? Tiếp xúc với bụi xi măng, đúng không? Nhà máy quá chất đó, nhà máy quá chất nữa. Sử dụng sa ba là gì? Sa ba là những cái thuốc giảm phế quản dùng ngắn ha, tắt cái bài. Một tháng bệnh đó, bệnh nhân nói tôi tháng xài hết chai tới 200 liều xịt lận. Một tháng mà xài hết 200 liều xịt là nguy cơ cao rồi nha. Hoặc là chức năng mắt giảm ngay từ đầu ha, FOV1 giảm nhỏ hơn 60% giá trị tiên đoán. Hoặc là trong năm vừa rồi có cơn hen nặng có hồi sức. Đó là những yếu tố nguy cơ. Khi nào gọi là hen tắc nghẽn cố định? Hen tắc nghẽn cố định là khi bệnh nhân bị hen mà vẫn tiếp xúc thuốc lá, có thể tiếp xúc từ sớm hoặc sau này. Yeah, tiếp xúc khí độc hại, ví dụ như là nhà có quán uống thịt nướng là tiếp xúc gì biết không? Than đá. Chứ có thịt nướng nướng gì không? Nướng bằng than đá.
lơ nhỏ 0.7 thì bệnh nhân này có khả năng là bị gì, gọi là hen tắc nghẽn cố định. Nó có giống CVD không? Nó có giống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không? Cũng có ho khạc đàm, cũng có khó thở nè, giống không? Vậy coi sẽ thử có hai cái có giống cùng nhau cũng khác nhau. Ngoài ra mình phải chẩn đoán các bệnh đồng mắt. Các bệnh đồng mắt mà có khả năng có liên quan đến hen như là béo phì, như là trào ngược dị liệt thực quản, bệnh nhân trầm cảm, lo âu, bệnh nhân dị ứng thực phẩm, cháo phản vệ do dị ứng đó, viêm mũi xoang, polyp mũi, vận động viên, hen là vận động viên cũng hay ha. Thai kỳ, hen nghề nghiệp, hen người lớn tuổi, hen người phẫu thuật. Đó. Sơ cái nữa là nghỉ. Béo phì. Béo phì ảnh hưởng đến em sao? Người béo phì dễ hơn thở cũ nè. Người béo phì dễ bị trào ngược dạ dày thực quản nè. Người béo phì thì bụng bệnh nhân sẽ to nè. Rồi đẩy cơ hoành lên, cơ hoành sẽ đẩy lên cao nè. Rồi sẽ hạn chế hô hấp nè. Dĩ nhiên người béo phì nặng cân thì phải gì? Cái liều thuốc nó sẽ sao? Nó cao hơn bình thường rồi chưa đó. Rồi trào ngược dạ dày thực quản nè, triệu chứng nóng rát, buồn thượng vị sau sinh thức nè, ho khan nè, nhóc khan nè, xảy ra sau ăn mà nằm đầu thấp, ai mà ăn khuya mà nằm đầu thấp mà thấy cứ thở lên mà nó ho hoài đó, thở nóng thở chua đó là trào ngược rồi đó. Rồi bệnh nhân khan á thì dễ bị trào ngược là do gì phải không? Do bệnh nhân khan sẽ bị ho thường xuyên, ho hoài như vậy á sẽ phản xạ nôn, mà nôn hoài như vậy á thì cái dịch axit nó trào lên cái vùng tâm vị, nó sẽ tổn thương cái cơ vùng đó, niêm mạc vùng đó. Ngoài ra dùng thuốc giảm phế quản điều trị hen á, nó giảm không cái cơ gì, giảm không cái cơ vùng tâm vị, cơ đó nó giảm ra nó không có tốt nữa. Ha, lo trầm cảm là nó dễ lầm lẫn với hen cái chỗ là gì mà khó điều trị là gì? Bệnh nhân có những cơn hoảng loạn, mỗi lần lên cơn trầm cảm gì đó lại la hét hoặc là cảm thấy khó thở giống như hen vậy đó. Rồi giữa khi điều trị hen mình lại điều trị bằng corticoid, mà corticoid thì lại gì, sử dụng nhiều corticoid thì lại hay gì, đó là không thật ha. Cho nên hai bệnh nó liên quan với nhau đó, dị ứng thực phẩm. Ít khi nào gây khởi phát cơn hen lắm, nhưng mà nếu mà gây á khởi phát cơn hen thì cơn hen sẽ rất là nặng, nó rất khổ luôn rồi. Thường là bệnh nhân này là mình phải huấn luyện cho người ta cách tiêm adrenaline luôn, tại vì đã nếu vô dị ứng thực phẩm mà gây ra các phản vệ cho cơn hen thì rất là nặng, bệnh nhân có thể suy mất tử vong. Cho nên những bệnh nhân này thường phải có sẵn adrenaline ở nhà để khi có triệu chứng là người ta phải tự tiêm hoặc là người nhà tiêm cho bệnh nhân luôn. Viêm mũi xoang mình biết rồi đó, khi viêm mũi xoang như vậy dịch ở mũi xoang nó sẽ sao, nó sẽ cứ chảy xuống vùng hầu họng, rồi nó chảy xuống đâu, có thể tích vào cái quản và nó tích ứng cái quản và có thể gây gì, gây cả phát cơn hen. Cho nên điều trị nó tốt viêm mũi xoang, cái này nhà đọc lên nha, nói nhanh chút. Vận động viên hen có làm vận động viên được không? Có thi đấu được không? Cô thấy con tốt nhất là thôi tự tập ở nhà cho rồi đi thi đấu thì nổi, nhất là vận động viên có lợi đúng không? Ha, càng tập nhiều thì sẽ gì, tăng tỷ lệ lên cơ, do liên quan đến môi trường nữa, môi trường lạnh quá, rồi cái nước lo trong hồ bơi nữa ha, nhà có hồ bơi nó lên cơn rồi sao bơi được đó. Cho nên là không khuyến khích hen làm vận động viên nha. Thai kỳ 1/3 bệnh nhân hen có thai á nó sẽ nặng lên, hen sẽ nặng lên do gì? Do bệnh nhân mà có thai sẽ thay đổi về nội tiết tố, và
bệnh nhân có thai sẽ dễ bị nhiễm siêu vi, dễ viêm phổi. Rồi bệnh nhân có thai này, đôi khi người ta không hiểu về thuốc, người ta tự ý ngưng thuốc, ngưng thuốc điều trị hen. Người ta nghĩ là gì? Người ta nghĩ là cái thuốc đó là sẽ ảnh hưởng đến thai, cho nên người ta tự ý ngưng. Mà tự ý ngưng không kiểm soát vậy thì sao? Thì sẽ không kiểm soát được hen. Mà nếu hen không kiểm soát tốt thì mẹ sẽ có thể tiền sản giật, con thì có thể sinh nhẹ ký, sinh sớm, tăng tỷ lệ tử vong. Đó, nghe nghề nghiệp ở những người làm việc trong môi trường bụi khói á, cái này cho nên gì khuyên người ta hạn chế tiếp xúc tối đa hoặc là chuyển nghề đi. Rồi những người lớn tuổi, nghe những người lớn tuổi cũng rất khó chữa, bởi sao biết không? Bởi vì những người lớn tuổi thì chức năng mắt người ta sẽ giảm do tuổi. Rồi các bệnh đồng mắt của người lớn tuổi cũng nhiều, ví dụ như là đi kèm bệnh hen có thể là bệnh nhân có bệnh tim mạch, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp nha. Rồi đối với phẫu thuật, bệnh nhân hen mà phải phẫu thuật á thì phải tối ưu hóa chức năng mắt, nhưng mà đối với phẫu thuật chương trình á nha, đối với những trường hợp hen không kiểm soát hoặc hen tắc nghẽn cố định hoặc chức năng mắt không ổn á mà em phẫu thuật á thì nguy cơ rất là cao. Ngoài ra nếu hen kiểm soát tốt thì có thể không ảnh hưởng. Rồi điều cuối cùng, đi lâm sàng cho mốt và chẩn đoán hen á, chẩn đoán hen thì em sẽ phải chẩn đoán gì? Đầu tiên là phải coi có biến chứng cấp rồi nha. Rồi cơ hen của mình ở mức độ nào, yếu tố thúc đẩy cơ hen là gì, tình trạng kiểm soát, yếu tố nguy cơ, bây giờ nó hết rồi đó. Hen tắc nghẽn cố định có không? Rồi mình ghi chẩn đoán, mình ghi sao? Mình ghi vậy, sắp xếp nó lại chưa? Siêu hấp mình ghi trước, ví dụ biến chứng cấp nè là siêu hấp cấp mình ghi trước nha. Sau đó là gì, tới cơ hen mức độ gì, rồi sau đó là yếu tố thúc đẩy là gì, rồi sau đó là tới tình trạng kiểm soát ba mức độ đó, tốt hay là một phần hay là không kiểm soát. Rồi bệnh kèm theo bệnh nhân là gì, nhớ không? Như vậy nha. Rồi cái này tụi em coi thêm. Rồi bài của mình tới đây là hết.